in her own time. Hey. Okay, Miss Fire 2010 is Puerto Rico. Như vậy là Hoa hậu Puerto Rico đã giành được danh hiệu Á hậu trái đất biểu tượng lửa năm nay. Người lên trao vương miện Á hậu lửa 2010 sẽ là Phó Chủ tịch Đối ngoại Carolina Brockson và Pink Valencia. Và bây giờ Hoa hậu nước thì sẽ là người đại diện cho các hoạt động bảo vệ nguồn nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi ai sẽ là người. Đó sẽ là Hoa hậu Thái Lan sẽ là người đoạt danh hiệu Á hậu biểu tượng của nước. Và xin được mời người sẽ lên trao danh hiệu Á hậu nước sẽ là Phó Chủ tịch điều hành Carousel Production Baron Sensuk. Lúc này chúng ta chỉ còn có hai danh hiệu nữa thôi. Người tiếp theo sẽ là Á hậu không khí. Á hậu không khí sẽ là người đại diện cho các hoạt động bảo vệ bầu khí quyển cho các thế hệ mai sau của chúng ta. Bây giờ thì Oli đang trở thành một quý ông và nhường cho các quý cô làm hết phần việc còn lại. Miss Earth Air 2010. Á hậu không khí 2010 sẽ là Hoa hậu đến từ Ecuador. Và người lên trao danh hiệu Á hậu không khí 2010 sẽ là bà Pichi Viasion, Phó Chủ tịch và Giám đốc dự án Carousel Productions. Như vậy là chúng ta đã biết được cả ba danh hiệu Á hậu của cuộc thi Hoa hậu trái đất 2010. Okay, and now the point that we've been building up to all night, in fact, all year we've been building up to. Và bây giờ là giây phút mà tất cả chúng ta chờ đợi suốt cả buổi tối hôm nay và có lẽ là cả năm nay rồi. Ai trong số bốn cô gái này sẽ trở thành Hoa hậu trái đất thứ 10? Ai nhỉ? Okay, here we come. Câu trả lời đang nằm trong tay tôi. Và người giành chiến thắng cuộc thi Hoa hậu trái đất 2010 đó là Hoa hậu Ấn Độ. Hoa hậu Ấn Độ Nicole Faria đã trở thành Hoa hậu trái đất 2010. Và xin được chúc mừng cô, vương miện Hoa hậu trái đất 2010 sẽ được trao bởi ngài chủ tịch Carousel Productions Ramon Monzon và Hoa hậu trái đất 2009 Raisa Ramos. Đội trên đầu của chơi vương miện trị giá 20 triệu đô la Mỹ. Và xin được chúc mừng cho cô. Và Hoa hậu trái đất 2010 Nicole Farah đã chứng minh rằng bất kỳ một người phụ nữ nào trên trái đất cũng có thể làm được một điều kỳ diệu. Xin được cảm ơn tất cả các bạn. Xin được chúc ngủ ngon. Trong 10 năm tới chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều lần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Kiss your tears away, banish all your fears.